qua phần trình bày của biên tập viên Lâm Phương. Kính chào quý vị và các bạn. Tiến sĩ Lê Xuân Sinh đến từ Viện Tài nguyên Môi trường Biển, Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam sẽ là khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Chào mừng ông đến với trường quay F4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Và trước khi vào nội dung đối thoại, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với tổng hợp nhanh ngay sau đây. Mỗi năm, lượng rác thải nhựa do con người thải ra đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái đất. Trong đó, 13 triệu tấn rác nhựa đổ ra biển mỗi ngày, đang hàng ngày, hàng giờ, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm do rác thải nhựa ngày càng gia tăng. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, trung bình mỗi vụ lúa trên 1 hecta canh tác, nông dân mỗi xã thải ra môi trường từ 1 đến 1,5 kg bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật. Còn đối với trồng hoa màu, cây công nghiệp thì việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều gấp 2 đến 3 lần trồng lúa. Hàng năm, mỗi địa phương thải ra khoảng từ 50 đến 100 tấn rác thải nông nghiệp nguy hại, trong đó có phần không nhỏ là rác thải nhựa. Ngoài ra là lượng rác thải nhựa trong sinh hoạt, trong các lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Ước tính mỗi năm có hơn 1,8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra tại Việt Nam, nhưng chỉ có 27% trong số đó được tái chế. Số lượng xả thải ra đại dương vào khoảng 0,74 triệu tấn, chiếm khoảng 6% rác thải nhựa toàn cầu và đứng thứ tư trên thế giới. Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nguy cơ trở thành bãi tập kết rác toàn cầu với lượng rác thải nhựa tăng đến 200% trong năm qua. Vâng, đó là một số con số thực sự là đáng lo ngại và nó khiến cho chúng ta phải giật mình nhìn lại thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. Thưa tiến sĩ Lê Xuân Sinh, ông có thể nói gì về những con số này ạ? Vâng, cảm ơn chị. Có những cái con số mà vừa phóng sự chúng ta vừa xem ấy. Thứ nhất là 0,74 triệu tấn rác thải nhựa đưa vào môi trường của Việt Nam, và Việt Nam chúng ta xếp thứ tư thế giới. Và thứ ba là cái con số tăng rác thải là 200%. Đó là những con số đáng báo động và nó tác động đến nền kinh tế của Việt Nam chúng ta. Thì chúng ta đã thấy được rằng là Việt Nam chúng ta với một nền kinh tế nhỏ, chúng ta đứng ở top giữa hoặc đang ở thu nhập trung bình. Nhưng mà cái riêng về vấn đề rác thải thì chúng ta lại đứng thứ tư thế giới. Và cái vị trí này là chúng ta không mong muốn. Chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ giảm dần cái vị trí, tức là cái môi trường của chúng ta sạch hơn. Và cái con số mà tăng lên 200% có nghĩa là những cái biện pháp quản lý cũng như kỹ thuật hay là những cái biện pháp xử lý hay tuyên truyền của chúng ta là vẫn chưa đi được triệt để, dẫn đến là cái lượng rác của chúng ta đang tăng lên theo một cái con số mà không kiểm soát được. Cho nên là hy vọng là chúng ta sẽ phải kiểm soát những cái con số này ở cái mức thấp hơn để làm thế nào môi trường của Việt Nam chúng ta sạch hơn, và cái thứ hạng của chúng ta sẽ thay vì là thứ tư mà sẽ là thấp hơn rất nhiều. Dạ vâng. Vâng, theo đánh giá của ông thì lượng rác thải nhựa và lượng rác thải rắn nói chung thì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong tổng lượng rác thải đại dương hiện nay, và thành phần là gồm những gì? Những cái con số đấy thì nó cho chúng ta nhìn nhận như thế nào về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay ạ? Vâng, cảm ơn chị. Đây là một câu hỏi rất hay, là bởi vì chúng tôi trong quá trình nghiên cứu thì thấy được là cái lượng rác thải nhựa chiếm khoảng 80% và hơn cái lượng rác thải đưa vào đại dương. Và trong đấy cái thành phần rác thải nhựa mà chúng tôi đã đi qua quá trình nghiên cứu thì nhận thấy được rằng nó có rất nhiều các loại, nhưng có thể chia ra những cái loại cụ thể như sau. Thứ nhất là về rác thải sinh hoạt. Rác thải sinh hoạt thì chị có thể thấy là đầu tiên là những loại rác thải nhựa liên quan đến như vật dụng hàng ngày như túi ni lông, như các loại ống hút, cốc nhựa và các cái hộp đựng thức ăn ăn nhanh. Tiếp theo nữa là những cái sản phẩm vật dụng như là bàn chải đánh răng một lần. Bởi vì khách du lịch đi dùng rất nhiều, hay là những cái lược dùng ở các khách sạn. Sau tiếp theo nữa chúng tôi nhận thấy là những cái loại mà liên quan đến một số các cái thành phần, ví dụ như là dép rất nhiều các anh chị ạ, bởi vì trong quá trình nghiên cứu chúng tôi thấy là thành phần dép rất là nhiều trôi dạt vào các bãi biển. Thứ hai là một cái thành phần rác thải mà từ các cái hoạt động nuôi trồng thủy sản, đánh bắt, khai thác, đó là các loại công cụ như là lưới, ngư cụ, hay là những cái loại liên quan đến các cái phao xốp làm ở các lồng bè. Và cái thứ ba nữa là một trong những cái thành phần mà rác thải từ đại dương dạt vào bờ. Chúng ta biết là rác thải đại dương thì dạt vào bờ theo các dòng hải lưu, và từ những cái sự cố thiên tai không mong muốn, ví dụ như động đất, bão gió, thì tất cả những cái vật dụng nhà cửa và vật dụng hàng ngày của chúng ta thì trôi xuống biển và theo các dòng hải lưu đưa vào bờ. Và thấy có rất nhiều các loại mà các anh chị có thể thấy, ví dụ như là ít nhất là thứ nhất là cái nhựa từ các loại máy nhà, từ các tường này, từ các vận dụng của chúng ta như tủ lạnh, tivi vân vân.
Và tiếp theo nữa là có những loại như là vật dụng như là những cái con gấu bông rất nhiều. Khi mà chúng tôi khảo sát trên các bờ biển thì có những cái loại thành phần rác như vậy. Vâng, vậy thì ông có nhận định gì về nguồn thải và những thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân thì liệu là có mức ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay không ạ? Rõ ràng là từ thành phần nguồn thải như tôi vừa phân tích ở trên thì cho thấy được rằng là cái thói quen sinh hoạt của người dân thì nó sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến cái mức phát thải. Bởi vì thứ nhất, nếu chúng ta kiểm soát tốt cái lượng rác thải thì sẽ không có lượng rác thải đưa vào biển. Thế nhưng mà không kiểm soát được thì cho nên là dẫn đến là các cái nguồn thải hàng ngày vẫn đưa lên, dẫn đến cái mức độ rác thải đưa vào biển tăng đến 200% đấy ạ. Ví dụ như là lấy nguồn thải về sinh hoạt thì chúng đã thấy là do cái người dân của chúng ta là thứ nhất là có ý thức nhưng mà lại không có chỗ mà đưa ra thu gom rác hoặc là để rác vào một chỗ gọn, cho nên là đôi khi là không có thì họ tiện và họ đưa ra vứt xuống biển. Và những cái công cụ của ngư như là lưới thì chúng ta đã thấy rằng là không phải là họ vứt xuống biển mà là trong quá trình đánh bắt khai thác thì những cái công cụ này bị mắc vào đá ngầm hoặc là bị đứt dây thì nó trôi xuống biển. Hay là ví dụ như là trong cái sự cố thiên tai thì chúng ta đã biết rằng đấy là cái sự cố không mong muốn, và rất nhiều các rác thải đưa từ các cái sự cố thiên tai, từ động đất, sóng thần, bão gió. Và cuối cùng là tôi có thể nói nữa là các nguồn thải thì có còn rất nhiều các nguồn thải, nhưng mà các nguồn thải này chủ yếu là các cái vùng ven biển và hải đảo là chính, chứ còn lại trong đất liền thì chúng ta đã kiểm soát tốt và đưa vào các cái bãi thải, các cái bãi chôn lấp rồi. Bên cạnh đấy thì là còn một cái nguồn nữa là rác thải từ nông nghiệp. Ở Việt Nam của chúng ta thì tất cả các cái cánh đồng hay là những thửa ruộng lớn đều dựa vào thủy lợi, mà thủy lợi là dựa vào các con sông, cho nên là các cái nguồn thải thường thường lại theo các dòng sông đi ra cửa sông, đi ra sông lớn và đưa vào biển. Cho nên là ví dụ như là cái hệ thống sông Thái Bình chẳng hạn, thì đôi khi chúng tôi mà đánh khảo sát ở các cái vùng cửa sông đấy thì ngoài những cái thành phần rác thải nhựa từ sinh hoạt thì còn rất nhiều các vỏ bao và hợp chất bảo vệ thực vật thu được từ các cái quá trình thu lưới mẫu vật của chúng tôi. Vâng, các nguồn thải từ lục địa thì gia tăng và rồi sau đó thì lại theo các dòng hải lưu ra phía biển. Thế rồi cũng từ đó thì gây nên những cái thiệt hại này, rồi những ảnh hưởng đến môi trường biển, rồi là ảnh hưởng cả đến những sinh kế của cộng đồng cư dân ở vùng ven biển nữa. Ông có nhận định như thế nào và ông có cho biết cụ thể hơn về thực trạng này được không ạ? Vâng. Thưa chị, là cái trong quá trình nghiên cứu thì chúng tôi đã nhận thấy là nó có tác động rất lớn, nhưng mà để mà nói là tác động chung chung như vậy thì rất là khó, cho nên chúng tôi sẽ phân tích sâu là nó sẽ tác động đến một số các cái ngành nghề. Đầu tiên là tôi sẽ kể đến là những cái nghề về du lịch, bởi vì chúng ta biết là du lịch thì dựa vào là cảnh đẹp, cảnh quan đẹp và cái hệ thống dịch vụ trên các bãi biển, bãi tắm cũng như là các cái cảnh quan. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đã thấy biết là rác thải sau khi mà đưa ra biển thì đã bắt đầu dạt vào các bãi cát. Và khi khách du lịch đến thì họ sẽ thấy là cảm thất vọng hoặc là họ thấy sợ khi mà có những cái thành phần rác thải trôi nổi ở trong các bãi cát đó. Và ví dụ như là những túi ni lông chẳng hạn, hay là những cái thành phần mà tôi phân tích vừa trên ống hút, cốc nhựa, thì khách du lịch người ta sẽ không cảm thấy thoải mái và người ta sẽ không quay lại các bãi biển, là dẫn đến là gì ạ? Chúng ta sẽ thiệt hại về nghề du lịch. Cái thứ hai là về nuôi trồng thủy sản. Nuôi trồng thủy sản thì chúng ta đã biết được rằng là trong quá trình nuôi ấy, thì cần phải một cái môi trường nước rất là trong và sạch. Và khi mà rác thải chúng ta không xử lý đưa vào các cái khu vực lồng bè thì dẫn đến là gì ạ? Sinh ra cái vật nuôi của chúng ta không lớn được. Vật nuôi của chúng ta mà chúng ta đã biết là trong cái phân tích một trong những nghiên cứu của Mỹ đấy, là 80% cái lượng rác thải nhựa vỡ vụn thành những cái mảnh nhỏ đi vào môi trường thành những hạt vi nhựa. Và những hạt vi nhựa này ngoài cái thành phần nhựa ra thì nó còn bám theo rất nhiều cái thành phần độc tố, ví dụ như kim loại nặng hay hợp chất bảo vệ thực vật. Đấy là những cái nghiên cứu rất là chuyên sâu của chúng tôi. Hạt vi nhựa này cá sẽ ăn vào, mà cá ăn vào thì các anh chị biết là thứ nhất là nó theo chuỗi thức ăn gây ức chế làm cho cá không lớn được. Đấy là một vấn đề, mà cá có lớn được thì theo chuỗi thức ăn thì con người chúng ta lại ăn vào, nó dẫn đến là gây thành phần gây độc cho chúng ta. Còn cái thứ ba đó là phần khai thác thủy sản. Khai thác thủy sản thì đó là một câu chuyện thực tế rất đáng suy nghĩ của chúng tôi, là bây giờ ngoài cái nghề khai thác lưới, khai thác cá thì còn một cái nghề nữa là nghề gỡ lưới. Nghề gỡ lưới là gì ạ? Sau một cái mẻ lưới đánh lên thì cái lượng cá và lượng rác là tương đương nhau. Có những cái nghiên cứu nói là 2050 là cá và rác trong đại dương
là tương đương nhau. Nhưng mà trong quá trình nghiên cứu bây giờ đấy thì chúng tôi nhận thấy được rằng là khi mà đánh một mẻ lưới lên thì đôi khi là rác nhiều hơn cá. Vậy lại thành sinh ra một cái nghề là gỡ lưới. Phải gỡ toàn bộ cái rác đấy ra khỏi cái lưới đấy thì bắt đầu cái lưới mới sạch để đánh cá tiếp theo được. Thì thứ nhất là nó gây tốn cái chi phí cho người khai thác. Và cái thứ hai nó là rõ ràng là cá mà giảm đi, lượng rác tăng lên thì đấy là một cái điều đáng động về môi trường. Còn cái thứ ba đó là ngành vận tải. Và ngành vận tải trong quá trình vận chuyển thì chúng tôi nhận thấy là đi trên những chuyến tàu thì thỉnh thoảng là bị dừng lại bởi vì rác mắc vào chân vịt, rác mắc vào cái hệ thống làm mát nước trên tàu. Và như vậy thì nó là gây ra cái nguy cơ là giảm cái an toàn hàng hải. Đấy là những cái tác động mà chúng tôi có thể nhận thấy được trong quá trình nghiên cứu của mình. Thực trạng đáng báo động là thế. Và một câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta đã có những giải pháp nào thực sự hữu hiệu để bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa hay chưa? Môi trường biển với những dòng hải lưu đang đưa rác trôi dạt khắp nơi, dạt vào các vùng miền ven biển, mắc lại trong khu vực rừng ngập mặn của các địa phương. Với đặc thù địa lý có bờ biển dài 3.200 km từ Bắc xuống Nam, Việt Nam là một trong số những quốc gia chịu nhiều tác động nhất từ rác thải đại dương. Công tác thu gom và xử lý rác thải nhựa sau tiêu dùng còn rất nhiều hạn chế. Giải pháp được tư vấn từ các chuyên gia Nhật Bản và các nước tiên tiến là phải thực hiện mô hình tam giác ngược. Theo đó, ưu tiên hàng đầu cho việc giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Tiếp theo là tái sử dụng, tái chế, phục hồi. Và giải pháp cuối cùng mới là chôn lấp. Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam đang thực hiện ngược lại với những giải pháp này. Tôi nghĩ việc đầu tiên đấy là người dân có ý thức cho rác vào trong thùng rác và để thuận tiện cho việc thu gom, hạn chế cái việc là phải chôn lấp rác thải và tiến tới tái chế rác thải. Tốt nhất đối với Việt Nam bây giờ trước tiên vẫn là hạn chế sử dụng và sau đấy là tái sử dụng. Còn đối với việc là tái chế nó thì là nó vì nó yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu chi phí rất là cao, thậm chí đối với cả Nhật Bản. Thế nên là ưu tiên vẫn là tái sử dụng. Theo đánh giá, hiện việc xử lý rác thải nhựa tại Việt Nam mới chỉ dừng lại ở những hoạt động tuyên truyền và thu gom nhưng cũng chưa triệt để. Nhiều hội thảo kiểm soát và giảm thiểu rác thải nhựa tại những địa phương ven biển hướng tới giải pháp vận động người tiêu dùng tăng cường sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng xã hội về việc thu gom và làm sạch môi trường, đồng thời hướng đến sự tích cực của khối doanh nghiệp trong đổi mới quy trình công nghệ sản xuất sạch để hạn chế chất thải nhựa ra môi trường trong thời gian tới. Vâng, giải pháp của chúng ta hiện nay thì nhìn chung mới chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền và thu gom, xử lý thì cũng chưa triệt để. Chúng ta cần có những cái giải pháp căn cơ ngay từ khâu quản lý nguồn thải. Thì ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này ạ? Vâng, cảm ơn chị đã đưa ra một câu hỏi mà đó là cái trăn trở của trong các cái nhà khoa học nghiên cứu về chuyên ngành kỹ thuật môi trường của chúng tôi. Cái bài toán phân loại rác ngay tại nguồn đó là cái bài toán mà chúng tôi rất là trăn trở và chúng tôi chỉ mong muốn là giải quyết được, bởi vì đây là cái khâu yếu nhất của trong quá trình thu gom rác thải, xử lý rác thải tại Việt Nam. Nếu mà chúng ta gom tất cả vào thì chúng ta lại phải mất một chi phí rất lớn để mà sau đó chúng ta lại phân loại ra. Mà trong cái quá trình phân loại ở cuối nguồn ấy, thì rất là, nó là một bài toán khó, là vì sao ạ? Các loại rác thải đã trộn vào nhau. Cái có thể tái chế được, có thể tái sử dụng được, nhưng mà lẫn với rác thải hữu cơ thì trở nên rất bẩn. Mà bẩn thì chúng ta lại phải tốn chi phí để rửa hay là để gọi như là khâu xử lý là làm sạch. Vậy bài toán phân loại rác ngay tại nguồn ấy, thì thứ nhất là chúng ta sẽ tách được những thành phần tái sử dụng, tái chế ngay từ ban đầu và rất là sạch. Ví dụ như là thành phần giấy, nếu chúng ta để lẫn với rác hữu cơ thì gần như không thể tái chế được, bởi giấy là cái thành phần hút ẩm tốt và rất là dễ nhiễm bẩn. Nhưng chúng ta để ngay gọi tách ngay tại từ đầu trong một cái thùng giấy hay là một cái túi thì hoàn toàn cái giấy này dễ dàng tách và để rất là lâu và không có gây mùi. Hai là những loại rác có thể tái chế như là chúng ta đã thấy là những cốc nhựa, những lon chai nhựa hay là những lon nước uống thì chúng ta tách ngay từ đầu thì cái người thu gom người ta rất thích và người ta mua ngay. Cái thứ ba đó là gì ạ? Đó là những thành phần rác vô cơ. Ví dụ như túi ni lông không thể sử dụng được bởi vì cũng đã bẩn, hay là những cái thành phần như bông tăm que hay là các loại nhựa bàn chải đánh răng. Nếu chúng ta phân loại được và sau này có quy trình xử lý đốt chẳng hạn thì chúng ta sẽ đốt và hiệu quả nó sẽ dẫn sinh ra điện, bởi vì cái nhiệt trị của nó rất cao. Các anh chị cứ tưởng tượng rác vô cơ, nhưng khi đốt thì nếu mà tách được hoàn toàn thì đốt nó sẽ sinh ra nhiệt trị và dẫn đến là có thể phát được điện.
tách ngay từ đầu, phân loại ngay từ đầu thì đó là cái bài toán mấu chốt mà để quản lý được cái bài toán rác thải rắn ở Việt Nam hiện nay. Vâng, vậy theo ông thì việc quản lý nguồn thải thì cần được thực hiện như nào? Và ngoài ra thì có cần những cái phương pháp quản lý cũng như là cái phương pháp kỹ thuật cụ thể như thế nào không để có thể đạt được hiệu quả cao nhất ạ? Vâng, nếu giải pháp quản lý thì tôi nhận thấy được rằng là khi mà chúng ta phân loại tốt rồi nhưng thu gom lại không tốt thì tất cả nó lại từ tách thành nhiều phần nó lại nhập lại thành một phần, thì lại đấy là cái bài toán. Thế thì rõ ràng chúng ta phải có cái giải pháp quản lý là gì ạ? Thứ nhất là khi mà thu gom ấy thì chúng ta phải thu gom theo ngày. Ví dụ như có những thành phần rác hữu cơ thì chúng ta ngày nào cũng phải thu, nhưng mà những thành phần bìa cắt tông giấy thì có thể một tháng thu 1 đến 2 ngày. Mà nhiều người bạn của tôi đi Nhật đã nói chuyện với chúng tôi ấy là một tháng họ chỉ thu những loại giấy bìa cắt tông 2 ngày trong một tháng, và chỉ có những ngày đấy người dân mới được đổ. Thế còn biện pháp kỹ thuật thì rõ ràng là đấy là khâu xử lý. Khâu xử lý thì cần phải cái biện pháp kỹ thuật, mà một trong những hai cái biện pháp chính mà chúng tôi đang nhận thấy là một là phương pháp chôn lấp. Phương pháp chôn lấp thì cần phải có kỹ thuật chôn lấp phù hợp, và để làm thế nào toàn bộ cái lượng nước rỉ rác không ngấm xuống đất, ngấm vào tầng nước ngầm của chúng ta. Và thứ hai là phải có cái che phủ, tránh cái gây mùi, có phải là lớp phủ bằng đất, sau đó phải trồng cây lên. Đấy là những cái biện pháp kỹ thuật. Thứ hai là phương pháp đốt. Tại sao cái phương pháp đốt của chúng ta chưa hiệu quả ở Việt Nam hiện nay ấy, thì xin thưa các anh chị là do cái khâu phân loại rác của chúng ta chưa được tốt, cho nên dẫn đến là gì ạ? Rác hữu cơ, rác hữu vô cơ lẫn lộn với nhau, làm cho cái nhiệt trị, tức là cái khả năng cháy, cái độ cháy của rác nó kém đi rất nhiều. Nếu chúng ta phân loại được rác vô cơ riêng, rác hữu cơ riêng, thì cái thành phần đốt cháy chủ yếu là rác vô cơ, thì chúng ta sẽ dễ dàng đốt được hoàn toàn rác thải vô cơ. Và cái lượng rác ấy sau khi mà tiêu hủy rồi ấy, thì chúng ta sẽ còn rất ít cái lượng rác cần phải mang đi chôn lấp. Vâng, thưa ông, bên cạnh những giải pháp thiết thực thì rất cần phải có những chính sách nhất quán để thực hiện. Vậy ông có đề xuất kiến nghị gì để xây dựng những chính sách cho vấn đề rác thải nhựa hiện nay, nhất là đối với các mô hình phát triển kinh tế xanh tại các đảo? Chúng ta đã biết được rằng là các loại rác thải nhựa một lần, túi ni lông vân vân thì rất là rẻ và sản xuất không có nguồn gốc rõ ràng, dẫn đến là quản lý rất là khó khăn, cho nên bắt buộc phải cần có những chính sách đánh thuế thật mạnh vào những cái khu vực, những cái đối tượng mà sản xuất các loại thành phần này không kiểm soát. Và thứ hai là lại phải ngược lại là sau khi mà đánh thuế hoặc là thu phí từ những đối tượng này thì chúng ta lại phải hỗ trợ những đối tượng là những cơ sở sản xuất, những nhà máy, những doanh nghiệp đang sản xuất những loại sản phẩm thân thiện với môi trường như túi ni lông phân hủy sinh học, hay là những cái ống hút bột gạo, ống hút bằng những vật liệu mà bằng giấy có thể phân hủy trong môi trường trong thời gian rất ngắn. Tức là có những cái thành phần khó phân hủy thì chúng ta phải đánh thuế cao, nhưng có những thành phần mà đang thân thiện với môi trường thì cần phải hỗ trợ. Và phải hỗ trợ bởi vì sao ạ? Bởi vì hiện tại thì giá của các sản phẩm này rất là cao, cái người tiêu dùng khó tiếp cận, nhưng mà có sự hỗ trợ của nhà nước thì cái giá của các thành phẩm này sẽ thấp xuống, giá lúc đấy không còn chênh lệch nhau nhiều nữa, thì lúc đấy cái yếu tố môi trường hay là cái nhận thức môi trường đặt lên hàng đầu, thì lúc đấy người ta sẽ chọn như là túi ni lông phân hủy sinh học. Còn về kinh tế đảo xanh thì là một trong những nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện trong suốt từ 2017 cho đến nay, thì rõ ràng là tôi nhận thấy được rằng là để mà giải quyết được cái bài toán rác thải rắn ở các xã đảo khó hơn rất nhiều so với đất liền. Bởi vì sao? Thứ nhất là cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng ở các đảo còn kém hơn rất nhiều so với đất liền. Đường đi, hệ thống thu gom, thiết bị thu gom còn kém hơn rất nhiều. Và kể cả những bãi thu gom, tập kết rác cũng chỉ là những bãi tạm thời chưa đạt cái quy chuẩn của quốc gia, là phải có những tiêu chuẩn kỹ thuật, là ví dụ như là phải có lớp lót này, chống thấm rỉ này, có lớp đất phủ, nhưng mà hoàn toàn đây là những bãi đất tạm. Thế thì cần phải có chính sách gì ạ? Thứ nhất là phải là phát triển, xây dựng, hỗ trợ để làm thế nào cơ sở hạ tầng của các đảo đi lại thuận lợi để cái hoạt động thu gom diễn ra được như theo ý muốn. Cái thứ hai đó là gì ạ? Như chúng tôi đã nói là cái bài toán phân loại rác ở các đảo họ đã làm rất tốt, nhưng họ không thu, họ muốn đưa vào đất liền thì phải tốn cái chi phí vận chuyển, mà đôi khi là cái chi phí vận chuyển còn cao hơn là cái chi phí bán những cái vật liệu thu gom và tái chế. Muốn như vậy thì nhà nước phải hỗ trợ cái tiền vận chuyển
cho những người thu gom tái chế các loại thành phần rác có thể tái chế, tái sử dụng từ các đảo mang vào trong đất liền. Cái thứ ba nữa là gì ạ? Bên cạnh đấy là nhà nước cần phải hỗ trợ các cái đoàn thanh niên, các cái hội ở các đảo để họ có kinh phí triển khai các mô hình như là mô hình cấm rác thải nhựa một lần, mô hình cấm túi ni lông. Như các cái tổ chức ở trong đất liền thì có những câu lạc bộ xanh, rất nhiều các câu lạc bộ, nhưng mà ở đảo thì khi mà làm cái gì đó thì họ phải liên quan đến cái sinh kế của họ, cho nên cần phải có cái hỗ trợ những tổ chức như vậy thì môi trường ở đảo mới sạch được. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là quốc gia có lợi thế và tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, biển của chúng ta lại đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm chủ yếu đến từ các nguồn thải lục địa. Những địa phương ven biển và hải đảo chịu tác động lớn từ tình trạng ô nhiễm này đang rất cần những giải pháp thực hiện đồng bộ và quyết liệt từ các cấp chính quyền, cùng với đó là ý thức của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Xuân Sinh đã đến với chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Hải Phòng Tăng Trưởng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website thhp.